đưa ra, ngồi đeo. Xin chào toàn thể mọi người nhé. Tiếp tục cái chương trình về huấn luyện chó tại chỗ trại chó Silver Euro của bạn Ngô Văn Quốc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong video này thì bọn mình sẽ cùng nói đến, cùng đề cập đến cái chủ đề là xử lý hành vi với một chú chó dữ. Thì trên hình ảnh của chúng ta là huấn luyện viên là Thanh Tùng Anta, hiện tại đang cộng tác tại chỗ trại chó của bạn Quốc. Mình xin giới thiệu, đây là Ti Sơn. Cũng là một trong những đực giống của trại mình. Ti Sơn thì đã lấy chứng chỉ IGVPA, chứng chỉ dành cho chó làm việc cao nhất rồi. Thì cái chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ nói về cái xử lý hành vi của chó dữ. Nhưng mà ở trong trại thì không có con chó nào dữ cả. Đúng thì rồi, đúng anh rồi. Em mình lấy ví dụ tạm thời là Ti Sơn để cho khán giả được xem nhé. Ok, thì tức là mình sẽ ví dụ cho anh em thấy là cái khi mà cái con chó dữ thì nó sẽ có những cái biểu hiện như thế nào. Thì đấy thì mình sẽ ví dụ, lấy Ti Sơn làm ví dụ cho anh em xem. Xin mời anh em xem một cái đoạn video gọi như là ví dụ nhá, xử lý hành vi. Chứ còn Ti Sơn là một cái chú chó đã được ăn tập rồi, thì cái thái độ của một cái con chó dữ là ra đường nó cứ hừng hực như thế này. Đấy. Huấn luyện viên Thanh Tùng thì đang đóng giả một người là chưa biết gì về chó cả, chỉ là dẫn đi chơi thôi. Vừa rồi là mình và Thanh Tùng Anta cùng những anh em huấn luyện viên ở đây là vừa biểu diễn một cái video trích đoạn thôi. Ví dụ một chú chó dữ thì nó sẽ như thế nào. Còn thực tế ra một con chó dữ ra thì nó còn có khi còn kinh khủng hơn như thế. Đúng rồi. Đấy, hoặc là cái thái độ của nó sẽ khác nhau. Đúng rồi. Thì bây giờ tiếp tục cái chương trình về xử lý hành vi chó dữ thì mình sẽ gửi đến Thanh Tùng cái câu hỏi là chó dữ đầu tiên nó có những cái nguyên nhân nào mà làm cho con chó dữ? Trước khi mình trả lời cái câu hỏi của bạn là nguyên nhân nào thì mình sẽ nói qua về vấn đề vừa đấy, là bạn sẽ thấy cái hành vi của con chó trước là nó dữ. Đấy, thì khi mà như vừa rồi Ti Sơn ấy là cái đuôi nó cong vút lên và cái tiếng sủa của nó là liên hồi. Đấy, tiếng sủa của nó liên hồi. Đấy, và cái lông bờm nó dựng lên. Đấy là một hành vi của con chó dữ. Đấy. Sủa rồi là dãi rớt. Đúng rồi, rớt dãi. Mắt long lên sòng sọc. Đúng rồi, mắt long có sòng thể sọc. Là nhiều con còn đỏ lên. Đúng rồi. Lông bờm, lông gáy là dựng lên. Đúng rồi, đấy. Chính xác. Đấy. Thì còn về cái nguyên nhân chó dữ thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em là nguyên nhân chó dữ thì nó có một số cái những cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất, một là do gen giống con chó. Đấy. Thì nó cha mẹ nó dữ thì con chó nó sẽ dữ. Đấy, đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Đấy, cái nguyên nhân thứ hai nữa là con chó khi mà mình nhốt nhiều. Đấy, nó bị kích thích thần kinh. Nó cũng sẽ dữ. Nó bị stress. Đấy, nó bị stress thì nó cũng sẽ dữ. Thế còn một cái nguyên nhân nữa, đấy, một cái nguyên nhân nữa mà ở Việt Nam mình khá nhiều. Đấy, là do là mình không có được xã hội hóa. Thế là con chó nữa là nó lúc nào nó cũng ở tình trạng cảnh giác. Đấy, thế nên là nó sẽ giữ với những cái người lạ mà nó đôi khi nó sợ, nó cũng giữ chứ không phải là bản tính của con chó mà nó hung dữ. Đấy. Đấy thì là một vài các nguyên nhân. Thì tôi cũng đã từng gặp hai trong số ba cái nguyên nhân mà bạn vừa nói là cái nguyên nhân là gen giống.
Nếu như mà lịch sử con chó bố và con chó mẹ đã có lịch sử giữ và cắn người, đúng rồi, thì con chó con sinh ra nó rất là ngoan hiền, nhưng kiểu gì nuôi lớn lên nó cũng sẽ cắn người. Đang vui, đang yên, đang lành có thể đợt cho người. Điều đấy là điều là tôi đã gặp cả chục năm nay rồi. Thế tại sao mà đâm ra phải mua chó là phải kén, gọi như là chọn gen giống? Đúng rồi. Có những người mà mua chó về để mà chơi thể thao hay chơi là pet thôi, thì tuyệt đối là phải chọn những cái dòng chó nào mà thân thiện. Còn có những anh em nó là cực kỳ thích chó giữ, cực kỳ thích dòng lai gió chó bảo vệ ấy. Hay là gọi như mình mua về để mình bảo vệ gọi như là nhà cửa, ruộng vườn hay là chơi chó thể thao, thì anh em có thể chọn chó giữ. Nhưng với một điều kiện là anh em phải biết rõ nguồn gốc của con bố con mẹ. Và anh em gọi như là phải có một cái gọi như cái trình độ nhất định để mà sau này có thể áp chế được con chó. Đúng không? Đấy, còn một cái nữa là do cái môi trường, nhốt nhiều quá, xích nhiều quá thì con chó Malinois hay là rất nhiều cái giống chó quốc kinh đó, đúng rồi, nó thừa năng lượng, đúng rồi, giống như anh em mình hàng ngày ngày nào cũng được đi chơi đi làm mà Covid ở nhà ấy là cuồng hết cả chân lên, cuồng chân lên thì gọi như là nhiều người sẽ là chửi bới vợ con, đánh đập vợ con, vì là cứ cuồng cứ ở chân lên, cuồng chân cuồng cẳng lên, không giải tỏa được tâm lý, không giải tỏa được tâm năng lượng, đúng không? Đúng rồi. Thì khi mà anh em xác định là chơi những cái dòng chó như kiểu Malinois thì phải có thời gian để cho nó đi xã hội hóa và đi tập thể dục. Đúng rồi. Có thể là chạy theo xe máy thôi, để cho hàng ngày ít nhất chạy vài cây. Nó về nó phải mệt phờ đi, thì nó sẽ không phá nhà cửa mình nữa. Chính xác, chính xác. Đấy, thì còn vấn đề tiếp theo thì là cái gọi là bây giờ mình làm rõ vấn đề nhá. Thì cái biểu hiện của một con chó mà nó giữ thì nó sẽ biểu hiện như thế nào? Đấy, thì như vừa ấy mình có chia sẻ ấy, thì thường thường con chó giữ ấy, thì nó sẽ khi mà nó sẽ sủa đầu tiên là nó sủa, và cái ánh mắt, cái quan trọng là mình phải quan sát được cái ánh mắt con chó. Nếu mà con chó nó thực sự giữ là bao giờ nó cũng sẽ nhìn thẳng vào cái người đối phương, nó coi đấy là mục tiêu. Đúng rồi đấy là mục tiêu đấy, chứ không phải là ánh mắt nó né thì là đôi con chó đấy là nó sợ nó sủa rồi. Hoặc là cái né đi là những cái con chó anh em gọi là chó cỏ, chó ta, đúng rồi nó sẽ cắn trộm. Đúng rồi chính xác. Còn những cái giống chó mà Tây hay chó Malinois như này mà mình mà vào mục tiêu của nó rồi, đúng rồi, là nó đang hiểu này, tao sẽ tấn công mày, đúng rồi, thì nó sẽ nhìn chằm chằm vào mình. Đúng rồi, nó nhìn thẳng vào mặt đấy, ngay. Và gọi như là mồm mép của nó đang liếm mồm liếm mép, bởi vì mình là con mồi của nó. Đúng rồi. Nó xác định mình là con mồi và mục tiêu của nó. Đúng rồi. Nên anh em cần phải có cái khi mà tiếp xúc với chó lạ. Đúng rồi. Hay kể cả chó trong gia đình, nhiều khi là nó đang có vấn đề về thần kinh là mình phải xem là cái thái độ của chó. Đúng rồi. Nó đang làm gì với mình. Đúng rồi. Mình xem cái thái độ nó rất quan trọng. Có rất nhiều các trường hợp là chó trong gia đình nhưng mà sẵn sàng là tấn công người trong gia đình mà. Đúng rồi. Tiếp tục cái chương trình thì mình sẽ nhờ Thanh Tùng Ata chia sẻ về cái cách mà xử lý khi mà con chó của mình nó có biểu hiện là quá dữ, gọi như là những cái biểu hiện mà nó thay quá. Thì thường thường ấy là khi mà với những cái bạn mà như mình vừa đã chia sẻ đấy, khi mà nếu mà mình mua những cái bạn chó mà bố mẹ bạn ấy giữ ấy, thì cái cách tốt nhất ấy để mà cái đàn chó con đấy mà nó bớt dữ đi thì mình phải xã hội hóa từ bé. Cái yếu tố đấy là mình vẫn nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đấy, tức là từ 2-3 tháng khi sau khi tiêm cho các bạn ấy, đang trang bị đầy đủ những cái mũi vaccine cho các bạn ấy đấy, thì mình phải cho các bạn ấy ra ngoài xã hội hóa rất là càng nhiều càng tốt để cho các bạn ấy bớt cái tính dữ đi đấy. Còn đương nhiên là mình khi mà mình ra ngoài thì chắc chắn là phải dọ mõm đấy, phải dọ mõm và có dây dắt, có dây dắt để mà nói chung là an toàn cho chính bản thân mình và an toàn cho cái người xung quanh đấy. Cụ thể đấy, đi đấy. Mình cụ thể ví dụ đơn giản nhất, đây là một con chó con đấy, mà nó nhìn thấy một đứa trẻ con, nó nhìn thấy người già, nhất là chó thì như này, tôi để ý chó là rất ghét những cái người như kiểu ăn xin ăn mày và bán ve chai. Nó có nhìn thấy những cái người đấy là kiểu gì nó cũng sủa, hoặc là nó lùi lại này, hoặc là nó sợ, hoặc là có thể nó lao ra. Thì ví dụ như là nó định lao ra một cái người cụ già thì mình sẽ xử lý ngay lúc đấy là xử lý cái như thế nào? Thì mình thế thì mình mới nói là lúc nào mình cũng phải có dây dắt, thì mình rất dễ xử lý. Khi mà mình có một cái dây dắt ở cổ này thì mình sẽ dùng tác động là mình giật đấy, giật nhẹ thôi, giật nhẹ mẹo cổ để mà tức là để cho bạn ấy hình thành là như thế là mình đấy là một cách phạt, đấy là như thế là sai, hoặc có thể là mình chạm nhẹ vào cổ
đấy, chạm nhẹ vào cổ hoặc là có thể mình chạm vào phần mạng sườn này để cho bạn ấy mình biết, mình ra tín hiệu luôn đấy, là như thế là mình không thích và như thế là sai đấy, thì dần dần các bạn ấy sẽ bớt những cái tính hung hăng ấy đi. Đấy, tức là ngay lập tức là mình sẽ phải tỏ thái độ ra đây là hành động sai. Đúng rồi, đúng rồi. Và có thể mình sẽ sử dụng cái dây đấy là mình sẽ giật. Đúng rồi. Để mà cho nó biết này. Và đúng cộng rồi. Thêm nữa là theo tôi là luôn luôn là phải có thêm một cái gọi vừa hành động mà vừa lời nói là mình phải hô là đúng sai rồi. Đúng rồi. Mình luôn cái cách mình, đơn giản nhất. Đúng, chính xác. Mình phải ví dụ như là no hoặc là sai hoặc là bất cứ một cái gì đó mình có một cái tín hiệu riêng cho bạn ấy là mình không muốn bạn ấy làm cái việc đó. Đấy. Thì ở nhà thì gọi như là anh em ở nhà thì có thể dạy bằng hai lệnh cho con chó, là đầu tiên là lệnh sai, đúng rồi, và lệnh đúng hay là lệnh giỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Con chó mà nó làm đúng một cái gì đấy, nó đi tè đi đúng cái chỗ đúng, này chính xác, hay là nó gọi như là ngoan ngoãn thì mình sẽ hô là giỏi đấy. Đúng không, Mickey giỏi đúng hay rồi. Là Cody giỏi đúng ngoan rồi. Đấy, còn nếu như mà ngay lập tức mà có một cái thái độ gì đấy mà không đúng, đúng không rồi. Chừng mực thì lập tức là phải gọi là sai. Đúng rồi. Mà đúng rồi, phải sai nói luôn. Gọi như là rõ ràng, đúng rồi, to, gọi như là như kiểu một cái gì đấy ra lệnh. Đúng rồi. Cho con chó nó biết, à đây là hành động là sai. Đúng rồi. Mình cũng được biết là Thanh Tùng cũng mới vào đây khoảng tầm một tuần này. Thì khi mà vào đây thì chắc chắn là cả đàn chó này, chúng nó chưa biết bạn là ai. Và có rất nhiều những cái con chó to nó giữ, nó được huấn luyện rồi. Đúng rồi. Thì cái cách mà bạn, chính bạn nhá, làm quen, làm sao để cho nó không cắn bạn là thứ nhất này, không tỏ thái độ. Và bạn có thể dẫn được như này đấy, bạn sẽ chia sẻ những cái việc làm của bạn để làm sao mà tiếp xúc được với cả chó lạ. Tức là khi mà đầu tiên đấy lần đầu mình mới vô đây là làm cùng với Quốc đấy để phát triển phong trào trong này, thì hôm ngày đầu tiên mình mới đến đấy thì các bạn ấy cũng sủa, các bạn ấy làm thấy kinh lắm. Các bạn ấy sủa rồi như là muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy. Thì cái thứ nhất, một là mình phải, khi mà mình bước chân vào những cái lãnh địa của bạn ấy thì mình đáp luôn lại một cái ánh mắt. Đấy là thứ nhất, một là và cái mình ra luôn một cái thông điệp cho các bạn ấy bằng cái ánh mắt là mình không có làm gì các bạn ấy, là việc đầu tiên. Đấy, cái thứ hai là mình không có sợ các bạn ấy. Đấy, và chứ mình cảm thấy các bạn ấy an toàn rồi thì bắt đầu mình sẽ cho các bạn ấy uống nước và cho ăn. Đấy, thì dần dần các bạn ấy tự nhiên các bạn ấy tin tưởng mình. Đấy. Tại vì Thanh Tùng là một cái người mà đã tiếp xúc và huấn luyện chó cũng nhiều năm rồi. Đúng rồi. Thì đương nhiên là bạn không sợ chó. Đấy. Có thể là trong cái cuộc đời huấn luyện của bạn là bạn sẽ đã bị chó cắn rồi. Có chứ, chắc có chắn. Chứ, bình thường. Cái cốt lõi là sao? Một là mình phải tự tin. Tức là cái tâm lý của bạn là rất là vững khi mà vào đấy. Vì con chó nó có thể đọc được cái tâm lý của cái người đối diện với mình. Nếu như mà mình mà tỏ vẻ sợ hãi là nó được nước lấn tới. Còn nếu như mà mình nó cảm thấy là ông này cũng là yêu quái đấy, ông này là cũng là cứng đấy, là cũng không phải dạng vừa đâu. Khi mà mình tiếp cận với con chó đấy mà cái thái độ của mình bình thường thì con chó nó cũng sẽ bình thường. Nhưng mà thường thường như bạn vừa nói ấy, là khi mà mình, tại sao nó lại sủa một số người ấy, bởi vì cái dáng đi, đôi khi mình đi nó cứ kiểu hơi thập thò ấy, thì thành ra con chó nó trông nó sẽ mạnh lên. Kiểu ăn trộm, đấy. Đấy, đấy đấy trông kiểu đấy. Trông đấy. Không tự tin một tí đấy, nào không cả. Tự tin đấy, đúng rồi. Đâm ra là tốt nhất là có một cái lời khuyên cho anh em là khi mà gặp chó lạ cứ phải tự tin, bình đúng tĩnh rồi, tự tin. Tin. Và cộng thêm phải nhìn cái thái độ con chó. Đúng rồi. Con chó nó có coi mình là cái con mồi hay không? Nó mà nhìn chằm chằm vào, lông lá nó dựng lên, đuôi nó dựng lên, tốt nhất anh chị em phải đứng im. Đứng im. Tốt nhất đúng là rồi. Đứng im. Đúng rồi, chính xác. Phải đứng im. Đúng rồi. Chạy một cái là nó sẽ tấn công ngay. Đúng rồi. Đúng không? Chạy thì các bạn ấy càng đuổi theo. Đúng rồi. Chạy các bạn ấy càng mạnh im. Lên, các bạn ấy càng đuổi theo. Mình phải đứng im. Đấy. Và làm sao mà có cái chủ con chó đấy đến là càng tốt. Đấy, mình phải làm sao để đứng im đã. Đúng rồi. Bình tĩnh. Thì với cả những cái người huấn luyện viên như ông thì ông sẽ xử lý cái hành vi về một con chó dữ sẽ như thế nào và đấy. Trong vòng khoảng tầm bao nhiêu lâu? Cái thời gian ấy thì thường thường là nó rơi vào tầm khoảng một tuần. Thường thường với mình nó rơi vào tầm khoảng một tuần, tại vì thường thường là khi mà bắt đầu các bạn ấy giữ ấy, thì bắt buộc là như mình đã nói ấy, là bắt buộc mình phải đối mặt với các bạn ấy. Sau đó là ví dụ như là có phải cho các bạn ấy đói để mình dùng thức ăn, để mình coi các bạn ấy để các bạn ấy coi mình là một cái người chủ mới đấy. Bằng khi mà bạn ấy đói thì cũng như mình nói, một miếng khi đói sẽ bằng một gói khi no, thì các bạn ấy sẽ coi mình là cái người chủ mới để mình dần dần mình thuần hóa được các bạn ấy. Hiện tại thì anh em mình đang quay vào lúc khoảng tầm gần 6 giờ tối rồi.
Sài Gòn đợt này thì mưa nắng cực kỳ thất thường luôn. Anh em chị em nào ở Sài Gòn thì biết, đến tận 4 rưỡi bắt đầu mới tạnh nắng, mà anh em mình chỉ làm việc được khoảng tầm 5 rưỡi thôi là trời lại đã nhá nhem tối rồi. Thì nên cái đoạn video này có thể hơi tối thì mọi người hết sức thông cảm. Tạm thời anh em mình sẽ dừng cái đoạn video 1 ở đây, vì chắc chắn là trời rất là tối rồi thế này. Rồi ok, thế nhá, hẹn mọi người ngày mai nhá. À, ngày hôm sau thì chúng tôi lại tiếp tục quay lại cái chủ đề về chó giữ để phục vụ cho anh em. Trên hình ảnh là huấn luyện viên Thanh Tùng Anta ở trung tâm huấn luyện chó Silver Euro của Ngô Văn Quốc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiếp tục cái câu chuyện đấy đi, thì sẽ nhờ Thanh Tùng lại chia sẻ cho anh em trên kênh được biết nhỉ. Xin chào anh em nhé. Các bạn có thể thấy đây là bạn cún tên là Đô La. Bạn ấy rất thích đeo giỏng không? Các bạn có thấy không? Đây là cũng là một phần trong những cái bài học mà ở trung tâm huấn luyện của mình luôn dạy cho các bạn cún khi đến đây. Đây cho mình bây giờ mình sẽ để cho bạn ấy ngồi đây. Và bạn ấy đeo một cách rất tự nguyện. Đô La, ngồi. Đeo. Đấy, mọi người có thể thấy không? Bạn rất thích luôn. Mình thưởng này. Đấy, đây là một phần trong bài tập. Đấy. Thưởng bây giờ mình sẽ đeo luôn cho bạn này. Đeo. Đeo. Ok. Good. Cái thời gian mình sẽ tăng dần lên nhá các bạn nhá. Thời gian mình tăng dần lên, lần đầu bạn chỉ cần chúi mũi vào thôi. Sau này mình sẽ kéo dài thời gian lên. Ok. Đấy, bạn các bạn không? Các bạn thấy không các bạn? Bạn ấy rất tự nguyện luôn. Good job. Các bạn khen luôn này. Đấy. Khi mà các bạn xử lý những cái hành vi đối với những con cún mà nó giữ đấy, thì các bạn nên có cái dọ mõm. Thứ nhất là cái dọ mõm này nó sẽ an toàn cho những cái cộng đồng. Thứ hai là an toàn cho những cái người xung quanh. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ thử với Đô La một bài tập nhỏ trước. Thứ nhất là với giao thông tĩnh. Đấy, với mọi người đang đứng. Sau đó là mình thêm một phần nữa là với giao thông chuyển động. Đấy, ví dụ như mọi người đi xung quanh, hoặc là mọi người đi xe máy, hoặc là mọi người dắt chó đi qua thì sẽ xử lý như nào. Nếu như mà khi mà bạn ấy có tất cả những cái vấn đề, có thái độ mà đấy, đúng rồi có, đấy, bạn, có thái độ thì mình sẽ xử lý như nào. Xử lý như thế nào đấy. Thì đây là mình cũng giới thiệu luôn là đây là mình sẽ sử dụng dây xích nhá. Nó ở dạng hơi siết như này nhá. Đây bạn quay kỹ này. Okay. Đây mọi người dùng như này để mình xử lý con chó nó sẽ dễ hơn. Đấy, chứ mình đừng đeo đai là chỉ với những con chó mà đã được kiểm soát rồi và nó đã được xã hội hóa tốt rồi thì mình mới đeo đai thôi. Còn đây là mình dùng xích này. Xích. Yeah. Good boy. Mình sẽ giải thích một ít cái thông tin để cho khán giả được nắm được. Hôm nay thì bọn mình sẽ làm một cái pha hành động. Và hôm qua thì chúng ta đã ngồi để mà nói chuyện rồi. Còn hôm nay thì sẽ một cái bài gọi là bài tập giao thông, bài tập đường phố. Đúng rồi. Bình thường mọi người cứ hay nói là phải đi xã hội hóa, đúng là rồi, phải mang chó ra ngoài đường, ra đúng ngoài rồi, chợ đúng không? Đúng rồi. Thì đấy là có thể mình ở nhà. Đúng rồi. Còn có khi còn đây là chúng ta đang thực hiện ở gọi như là sân tập. Đúng rồi. Ở một cái trung tâm huấn luyện thì sẽ nhờ anh em trong câu lạc bộ này, hay là đúng nhờ rồi, anh em trong trung tâm. Đúng rồi. Sẽ đóng giả những cái người giống như kiểu là người qua lại. Đúng rồi. Để cho con chó nó sẽ theo xem cái thái độ của nó như thế nào mà sẽ không ảnh hưởng đến người khác ở ngoài đường. Chính xác, chính xác. Ok. Đấy, từ những cái bài tập nhỏ này sau đó thì mình sẽ đi ra ngoài đường mang tính chất thực tế. Ừ. Ok, bây giờ mình thực hiện luôn đi. Ok. Đâu đây, đâu đây, đâu đây. Đây này, các bạn đi các bạn làm sao kiểm soát con chó này? Tức là nó phải bình tĩnh này, mình mới đi này. Ừ. Cái cách cầm ngồi, dây nữa. Ngồi. Mình cầm dây, bây giờ các bạn nhìn thấy mình cầm dây này, rất là bình thường này, không cần phải cầm, các bạn thường thường là, các bạn, mình thấy các bạn hay cầm cái dây dài như này, các bạn đã đưa cái phần lực như này cho con chó này, đến khi các bạn kéo, nó cứ kéo các bạn cứ đi như này, các bạn chỉ cần cầm ngắn như này, các bạn xử lý nó rất dễ này, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, ví dụ như bạn đi trước này, các bạn hơi giật nhẹ này, để cho bạn ấy bình tĩnh này, bạn ấy bình tĩnh này, đấy. Đô La, ê, Đô La. Đô La. Đấy, giờ các bạn thấy là bạn ấy đã bình tĩnh, rất là bình tĩnh rồi này. Đấy, mình đi này. Hey. Mình xử lý ngay, đấy. Để cho bạn ấy hoàn toàn bình tĩnh. Đấy, mình cầm dây này, rất ngắn thôi. Các bạn đừng cầm dài nhá. Đấy.
Đây các bạn thấy chưa? Khi mà con cún nó hơi có cái thái độ mà kéo ấy là mình xử lý ngay. Đấy, mình giật này. Đây cái này làm cho bạn thì bạn hơi đau. Là sao? Sau này bạn sẽ không kéo nữa. Đấy. Đây. Dây mình để như này, mình cầm rất là ngắn thôi. Đấy. Đấy bây giờ mình sẽ cho bạn ấy ngồi và mọi người đi quanh nhá. Ra, ngồi. Ok. Đấy, bây giờ mọi người đi quanh đi. Gọi như là sẽ tập từng cái level 1 đúng không? Từng cái level 1, mình sẽ tập từng cái level 1. Bắt tay. Lâu lắm không gặp nhỉ? Lâu lắm không gặp. Khỏe không? Khỏe. Đấy. Sẽ sử dụng luôn là những anh em ở trong trung tâm luôn. Đấy. Đừng xịt. Em xịt nó tưởng kích à. Đấy. Đấy, mọi người có thể đi xe thử qua hoặc là dắt chó qua. Trong một cái phạm vi mà cái thời lượng video nó có hạn, với cả cái thời điểm này ở trong Sài Gòn, trong miền Nam đang mùa mưa, thực sự là anh em mình quay cái video rất là cực luôn. Một ngày sẽ chỉ có khoảng tầm 1 tiếng buổi sáng và 1 tiếng buổi chiều. Đúng rồi. Đấy. Hơi định quay một cái là bắt đầu trời mưa hoặc trời nắng, rất là khó quay. Mọi người ở trong miền Nam phải hết sức thông cảm. Đã hiểu rồi phải hết sức thông cảm. Còn đấy, tiếp tục cái bài giao thông này nhé. Đây chỉ là cái đoạn mà video anh em mình ví dụ thôi. Đúng rồi. Còn nếu như mà con chó mà thật sự mà khi mà đến đây mà luyện tập thì những cái bài này phải hàng luyện tập phải cả tháng trời. Đúng rồi, chính xác. Hàng tháng trời. Nó sẽ tùy vào thái độ của từng con chó. Ê, đô la, xe. Đấy. Có rất nhiều những con chó mà nó có thái độ với cả đấy, cái xe máy, đúng thì không? Mình sẽ xử lý ngay, đô la, ngồi. Nhờ Tùng thực hiện luôn. Ngồi. Đô la, ngồi. Đấy, khi mà bạn chỉ cần có thái độ là mình giật luôn. Đấy, để cho bạn ấy bình tĩnh lại. Khi bạn bình tĩnh là mình khen luôn. Thậm chí nếu như mà bạn ấy không đeo dọa mõm là mình sẽ dùng hạt mình thưởng. Đấy. Đây anh em mình gọi là bài tập giao thông đấy. Okay. Để cho chó quen với người, quen với cả âm thanh tiếng động. Đấy. Các bạn có thể thử dắt chó qua thoải mái. Đấy. Huấn luyện một chú chó nhưng mà cần phải sự phối hợp của rất nhiều anh em. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ví dụ như là xử lý khi mà con cún có cái hành động đuổi theo xe máy. Thì thường thường khi mà con cún nó có cái hành động đuổi xe máy ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái mắt nó sẽ nhìn về hướng đấy là cái việc đầu tiên. Đấy. Còn khi bắt đầu nó chuẩn bị có cái hành động mà ví dụ như vồ xe máy là mình đã phải dùng xích như này. Một là mình giật ngang nhá, giật ngang đấy để làm gì, để cho bạn hiểu là mình không thích cái việc đấy. Thứ hai là có thể là mình sẽ dùng tác động về cái phần này, ví dụ mình gót nhẹ đây, chân huých vào cái phần này của bạn ấy. Đấy, để cho bạn ấy huých nhẹ chân đấy. Và nếu như khi mà bạn ấy đã không có hành động đấy thì mình phải thưởng ngay. Thưởng ví dụ một là mình cho hạt thưởng, hai là thưởng bằng cách vuốt đầu. Đấy. Vừa rồi là mình và huấn luyện viên Thanh Tùng cũng đã quay lại cho mọi người những cái đoạn video rất là ngắn thôi. Còn nếu như mà đi vào huấn luyện thực tế thì những cái bài này phải huấn luyện trong vòng cả tháng trời. Đúng rồi. Tùy theo cái độ gọi như là nhận biết của chú chó, đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo đây thì là một cái bài cũng khá khó luôn, là sao là có rất nhiều những cái chú chó mà sẽ hay cắn nhau. Đúng rồi. Nhìn thấy chó ngoài nhá, kể là chó đực, chó cái, chó con, chó to là chiến ngay. Đúng rồi. Thì bây giờ mình cũng sẽ làm ví dụ để cho mọi người được biết nhá. Đây là một cái bài khá khó nhá. Đây, sẽ nhờ Ngô Văn Quốc và dẫn theo một cái chú chó cũng đang là học viên tại đây, một chú chó Nhật. Đấy, các bạn có thể thấy không? Dora rất bình tĩnh luôn. Dora rất bình tĩnh. Đấy, không có hành động gì vồ cả. Đấy. Còn nếu như vồ là mình sẽ có cách mình xử lý ngay. Đây. Xin chào Quốc nhá. À, Quốc nha, mình chơi chó bảo vệ bạn ạ. Sao phải đeo dọa mõm này bạn ơi? Đeo dọa mõm cho lan toàn cho cộng đồng bạn ạ. Mà cắn chó mình bắt đền nhá. Không cắn đâu. Cắn đâu? Bạn yên tâm, không cắn đâu. Chó mình hiền. Ok. Rồi bây giờ sẽ nhờ hai huấn luyện viên cùng dẫn hai chú chó. Chú chó trắng này có tên là Kem. Một cái giống chó là Poodle Lai, chó Nhật. Cũng là được học viên gửi tại đây. Chủ nuôi là từ quận 2. Đây cũng là một bài xã hội hóa để cho chó không bị nhát quá hay không bị dữ quá. Ê, đưa ra. Rất là cảm ơn hai huấn luyện viên Ngô Văn Quốc và Thanh Tùng đã chia sẻ cho mình những cái câu chuyện và những cái
bài tập rất là thú vị tại trung tâm huấn luyện Silver Arrow tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cuối video này thì cũng nhờ anh em chia sẻ những cái thông tin và những cái định hướng trong tương lai để cho mọi người trên kênh được nắm rõ, nhất là những anh em mà yêu thích dòng chó huấn luyện hay là có những cái chú chó để huấn luyện sống và làm việc ở khu vực mà quanh Sài Gòn này. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip mà anh em của trung tâm huấn luyện Silver Arrow. Thì trong cái thời gian tới thì anh em mình sẽ tổ chức những cái buổi off tại trung tâm để mà làm sao mà chia sẻ những cái kinh nghiệm huấn luyện của bản thân mình và Quốc đấy đối với anh em trong khu vực phía Nam, và sau đó cùng mọi người phát triển cái phong trào huấn luyện ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như mà các bạn có thể tham gia được thì các bạn có thể liên hệ với mình và Quốc đấy. Còn ví dụ như các bạn muốn có những cái tư vấn qua điện thoại thì các bạn có thể liên hệ qua Zalo thì anh em ở đây sẽ tư vấn cho anh em. Đúng rồi. Cộng thêm nữa là cái ý định là trong tương lai thì có thể là Quốc và Thanh Tùng và những anh em huấn luyện đây sẽ tổ chức những buổi offline hàng tuần. Đúng rồi. Ví dụ như là vào ngày nghỉ chủ nhật, sáng chủ nhật ở một cái khuôn viên nào đấy. Có thể ở trong trại chó của mình hoặc là sẽ ra cái khu vực quận 7 hay Nhà Bè. Có rất nhiều những cái bãi cỏ rộng rãi hay quán nước rộng rãi để anh em offline cà phê, chém gió, chia sẻ rồi là xem cái chú chó mình tốt ở đâu hay những cái điểm nào mà chưa tốt thì có thể khắc phục điểm lỗi. Đúng rồi. Rồi, rất là cảm ơn hai huấn luyện viên đã cùng chia sẻ. Thì đợt này mình vào đây cũng được khoảng tầm 4-5 ngày rồi thì thời tiết thực sự là không ủng hộ vì đây là mùa mưa. Một ngày sẽ chỉ quay được cái video là tầm 1 tiếng buổi chiều thôi. Đây, như cái đoạn video này lại chuẩn bị đến cái lúc mà mặt trời nó hạ rồi. Thời tiết là vừa mưa vừa nắng rất là khó quay. Nên cũng mong là anh em khán giả thông cảm cho. Chúc trung tâm huấn luyện Silver Arrow ngày một phát triển, được nhiều anh em biết đến và giúp ích cho những cái anh em yêu dòng chó huấn luyện ở khu vực miền Nam này nhé. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em kênh Nhâm Tuất.